Thân ái kính chào tái ngộ cùng quý khán thính giả. Chúng tôi là bác sĩ Nguyễn Trọng Việt, là rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình hội luận vấn đề cần quan tâm hôm nay. Và kính thưa quý khán thính giả, cùng với chúng tôi hôm nay là một vị khách rất đặc biệt đến từ Đài Loan, đó là linh mục Nguyễn Văn Hùng. Mà lát nữa đây chúng ta sẽ dành một ít phút để tìm hiểu thêm về cái cuộc sinh hoạt mục vụ của cha Hùng ở bên Đài Loan. Sở dĩ hôm nay tôi mời được cha Hùng là vì thưa quý khán giả, chúng ta đều biết là cách nay 2 tuần đó thì đã có một cuộc bầu cử phải nói là rất là sôi nổi ở tại Đài Loan, và lại dĩ nhiên là trong cái khoảng thời gian trước đây đó thì thế giới đều chú mục vào cái kết quả của cuộc bầu cử này, và lại dĩ nhiên là cho đến ngày hôm nay thì chúng ta đã có được cái kết quả đó rồi. Mặc dù thế, chúng tôi cũng muốn mời cha Hùng để có thể có thêm thời gian chia sẻ với chúng ta về cái sự suy nghĩ, cái quan niệm của người dân Đài Loan như thế nào trước cũng như là sau cái ngày bầu cử, và đồng thời nó có cái ảnh hưởng gì đến cái đời sống của người dân Đài Loan hay không. Và bên cạnh đó, khi mà quan sát những cái sinh hoạt dân chủ ở xứ sở Đài Loan này đó, thì chắc hẳn là cha Hùng cũng sẽ có một số những cái suy nghĩ liên quan tới Việt Nam của chúng ta. Thì đây cũng là cái cơ hội để tôi sẽ mời cha Hùng chia sẻ cái suy nghĩ của ngài về những cái điều mà có lẽ tất cả mọi người Việt chúng ta đều rất là quan tâm, rất là ưu tư cho cái tương lai của đất nước Việt Nam của mình. Và vâng, thưa quý khán giả, đấy là cái nội dung mà chúng ta sẽ chia sẻ ngày hôm nay. Và để bắt đầu thì xin được hân hạnh giới thiệu đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Việt Media, linh mục Nguyễn Văn Hùng. Xin chào cha Hùng và xin cha gửi lời chào đến quý khán thính giả của chúng ta trước khi bắt đầu. Vâng, xin kính chào bác sĩ Nguyễn Trọng Việt. Xin kính chào khán thính giả của chương trình Việt Media. Tôi là Vâng. linh mục Nguyễn Văn Hùng. Vâng, cảm ơn cha. Trước tiên thì xin cha cho một vài nét về cái cuộc gọi là cuộc sống mục vụ của cha ở Đài Loan. Vì con đã biết là cha đã có mặt ở bên xứ sở này đến hơn 30 năm rồi. Thì xin cha cho biết là trước khi cha đến Đài Loan thì cha tu học ở đâu? Và lý do gì mà cha lại sang Đài Loan mà không đến những cái nơi khác? Xin mời cha. Thưa bác sĩ và thưa khán thính giả, tôi trước kia là một người Việt Nam tị nạn cộng sản, trốn đi bằng một chiếc ghe lênh đênh trên biển vào năm 1979, rồi sau đó được tàu Na Uy vớt và đưa vào Nhật Bản. Tôi ở Nhật Bản hơn 2 năm, rồi sau đó được nhà dòng Thánh Columban bảo lãnh qua Úc đi học ở bên Úc. Sau một thời gian ở Úc là khóa học theo như chương trình của giáo hội quy định, tôi được gửi qua bên Đài Loan để vừa thực tập rồi vừa học hành, rồi sau đó tổ chức linh mục ở Úc xong rồi gửi qua lại Đài Loan. Và tôi làm việc ở Đài Loan từ đó đến nay cũng được tổng cộng từ khi đến đây Đài Loan cho đến giờ cũng được 36 năm. Wow, rất dài phải không ạ? Và một thời gian rất là khá dài khi mà có thời gian để mà suy nghĩ lại những cái việc trong cuộc sống tình giáo của mình, thì mình thấy mình ở Đài Loan một thời gian cũng rất là lâu. Vâng. Và cảm ơn cha cái phần tóm tắt vừa rồi. Trong suốt một thời gian có thể đến cả gần nửa đời người hoặc là hơn nửa đời người của cha ở bên Đài Loan rồi đấy, thì sinh hoạt của cha nó như thế nào trực tiếp đối với lại những người giáo dân Việt Nam, hay là kể cả những người giáo dân Đài Loan, vân vân, cái sinh hoạt đó nó như thế nào thưa cha? Khi tôi đến Đài Loan làm việc đó thì tôi làm đầu tiên là tôi làm việc cho những các em mồ côi, những em vị thành niên có những vấn đề về cuộc sống, cho nên là bị tách rời khỏi gia đình, rồi sau đó có một số những người phạm tội thì tôi làm việc với các em đó một thời gian, rồi sau đó thì tôi làm việc với những người vô gia cư ở Đài Bắc, rồi những người tàn tật, và bây giờ thì tôi đang còn làm công việc mục vụ trong một giáo xứ. Tôi có thành lập một văn phòng gọi là văn phòng trợ giúp công nhân cô dô Việt Nam hoặc là văn phòng trợ giúp công nhân di dân Việt Nam,
ở tại thành phố Đào Viên, cách sân bay Đào Viên khoảng chừng 30 phút bằng đi đi bằng 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 lái xe. Thì công vụ mục vụ của tôi hiện nay đó là làm việc trong một giáo xứ và làm việc điều hành một văn phòng chính thức, đồng thời cũng là tuyên úy cho công nhân và di dân của giáo phận Tân Trúc và chịu trách nhiệm thêm hai cái văn phòng khác nữa. Thì hiện đó là công việc mục vụ của tôi là như thế. Thế thì bây giờ đó là những công việc gì mà tôi đang còn phục vụ đó, thì một làm việc trong một giáo xứ thì điều hành một giáo xứ khoảng chừng 120 đến 130 triệu dân từ Đài Loan. Và sau đó thì trong văn phòng của tôi thì có 7 nhân viên, trong đó có tôi. Thì công việc đó là giúp đỡ các công nhân lao động Việt Nam khi họ gặp những cái khó khăn, thí dụ như là bị đuổi việc bất hợp pháp, hoặc là tiền lương không được trả, rồi bị đánh đập, rồi bị trách nhiệm tình dục, bị xâm phạm tình dục, hoặc là bị giúp đỡ cho những cái người mà họ qua Đài Loan xong xuôi rồi họ bị cái tiền môi giới ở Việt Nam trả quá cao qua bên này, rồi họ trốn ra ngoài, rồi khi họ đi làm là họ bị chết hoặc là bị tai nạn lao động. Thì nếu mà bị chết á, thì gia đình của họ nhờ chúng tôi giúp á, thì chúng tôi giúp đỡ cho gia đình từ Việt Nam qua Đài Loan, cung cấp nơi ăn để ở cho họ, đồng thời đưa ra xin luật sư để giúp đỡ cho họ, để đưa ra tòa để mà đòi bồi thường cho những cái chết oan ức như vậy. Các em bị tàn tật tôi cũng thế, chúng tôi cũng đi xin luật sư giúp đỡ cho các em. Ngoài ra chúng tôi còn làm những công việc mục vụ, ví dụ như đi vào thăm tù. Hiện nay có hơn 200 tù nhân Việt Nam, người Việt Nam là cái người phạm tội phải nói là cao nhất đối với lại di dân hoặc là di công ở tại Đài Loan. Và chúng tôi cũng đi thăm mục vụ ở các cái trại giam dành cho những cái nơi mà các anh em công nhân lao động người Việt Nam đi qua bên này đi làm vì tiền lương môi giới quá cao, hoặc là bị bóc lột thì họ không biết cách giúp đỡ, thì họ trốn ra ngoài, rồi họ bị bắt, họ bị giam vào trong các trại tạm giam, chúng tôi đi thăm. Ngoài ra thì chúng tôi còn cung cấp mục vụ cho các công nhân người lao động Việt Nam. Cứ cuối tuần là có các thánh lễ của người Việt Nam ở trong trong trong, trong giáo phận Tân Trúc. Thì đó là một số những cái công việc mục vụ mà tôi đã và đang thực hiện trong trong thời gian này. Vâng, cảm ơn cha. Nghe sơ qua thì thấy có lẽ là công việc nó tràn ngập, ngày nào cũng bận rộn và biết bao nhiêu những cái chuyện cha phải lo. Tuy nhiên lát nữa chúng ta sẽ quay trở lại để nói thêm, mời cha chia sẻ thêm về một số những cái điều mà cha đã và đang làm, đặc biệt là cho những người Việt Nam ở bên Đài Loan. Bây giờ xin quay trở lại một trong những cái điều mà có lẽ khán thính giả cũng được nghe, mong muốn được nghe từ cha. Đó là vì có một thời gian rất dài sống với lại người dân Đài Loan và cũng đã trải qua rất nhiều những cái biến động về mặt chính trị ở tại cái xứ sở này. Cho nên cái cuộc bầu cử vừa rồi hẳn nó là một cái cuộc bầu cử rất là quan trọng đối với người Đài Loan, và cha là cái người mà đã sống và đã tiếp xúc và quan sát, hẳn nó sẽ có rất nhiều những cái tin tức mà chúng ta có thể ghi nhận được, coi như là từ trong lòng của cái xã hội của người dân Đài Loan. Trước tiên nói về cuộc bầu cử thì chúng ta sẽ nói về cái kết quả mà chúng ta cũng đã biết rồi. Nhưng mà trước khi nói về cuộc bầu cử thì cái bối cảnh mà có cái cuộc bầu cử tổng thống ở tại Đài Loan đó, chúng ta nhìn vào để lùi lại một cái khoảng thời gian vài năm thì biết đó là giữa Đài Loan và Trung Cộng nó đã có một cái mối phải nói rằng là tương tác rất là căng thẳng của hai bên. Và lẽ dĩ nhiên nhìn từ cái góc nhìn của Trung Cộng và của Tập Cận Bình đó thì Đài Loan là một phần của nước lục địa Trung Hoa, do đó đối với họ đó là phải thâu tóm về một mối bằng mọi giá, kể cả bằng quân sự. Trong khi người dân Đài Loan đó thì họ đã có được một cái trải nghiệm rất quý báu liên quan tới cái đời sống dân chủ tự do. Và vì vậy cho nên đó, cái việc lựa chọn của họ nó rất là khó khăn. Một bên là cái áp lực mà đe dọa và có thể có chiến tranh, nhưng mà mặt khác bên kia nó phải là một cái sự lựa chọn
mà có thể là cái lựa chọn sống còn trong cái cuộc sống của mình. Thế thì trước tiên cha cho biết là cái người dân Đài Loan trong những cái thời gian trước đây đó, khi mà chuẩn bị đi vào cuộc bầu cử và trước những cái áp lực rất là lớn lao từ phía bên Trung Cộng đó, thì họ đã có những cái suy nghĩ gì, họ đã có những cái hoạt động gì để mà có thể phần nào bày tỏ được cái quan điểm của họ. Xin mời cha. Người Đài Loan đó, họ gốc gác của họ đó là những người bản địa ở tại Đài Loan, có nghĩa là những người thiểu số. Thì theo như những nghiên cứu về nhân chủng học đó, thì họ nói đó là những người bản địa ở đây là những người đến từ ở bên Phi, Phi Luật Tân đó. Thì khi mà họ có một cái đời sống rất là đơn sơ, giống như người dân tộc thiểu số Việt Nam vậy đấy. Họ sống nơi đời sống của họ là rừng núi. Thì năm 1949 Tường Chiến Thạch bị thua trận, mang cả 2 triệu người lính rồi gia đình của họ, thân nhân của họ qua Đài Loan. Và sau đó thì đặt cái nền thống trị chính trị lên những người bên bản dân bản địa, và như vậy đó thì nó đụng chạm đến không những cái người dân bản địa ở đây mà nó đụng chạm đến những người di cư từ ở bên Trung Quốc qua bên này, mà họ đến từ tỉnh Phúc Kiến, thành thử nó mới có một cái cuộc tàn sát tại rất đẫm máu vào ngày 28 tháng 2 năm 1949 ở tại Cao Hùng, miền Nam của Đài Loan. Và cái biến cố lịch sử đó nó tạo ra cái sự ngăn cách giữa bên giữa cái người một cái lớp thống trị mới là dẫn đầu bởi Tổng thống Tưởng Chí Thạch, với lại những cái người dân trí thức bản địa ở Đài Loan cũng như là những người đến từ các tỉnh Phúc Kiến. Và cái sự cách trở đó nó là một cái giai đoạn lịch sử, những cái biến cố lịch sử mà nó tạo ra cái nền chính trị ngày hôm nay của Đài Loan. Đảng Dân Tiến hiện nay là đảng đã thắng cuộc bầu cử vào ngày 13 tháng 1 vừa rồi. Thì Đảng Dân Tiến họ đã cầm quyền được 8 năm bởi Tổng thống Tsai Ing-wen. Thì theo như những cái sự chuyển đổi của nền chính trị của Đài Loan đó, thì thông thường nó là 4 năm hoặc khoảng 8 năm, 2 nhiệm kỳ, 1 nhiệm kỳ hoặc 2 nhiệm kỳ. Thì lần này đó thì Tổng thống Thái Anh Văn lại có người nối dõi những cái chương trình hoạt động chính trị của bà. Thì đây là một cái điểm rất là mới đối với lại cái nền chính trị của Đài Loan. Thế thì tại sao lần này ông Lại Thanh Đức và cái người phó tổng thống của ông đó là bà Tiêu Chu Mỹ Mỹ Cẩm Cầm. lại có thể thắng được cái cuộc tranh cử tổng thống này? Thì theo như những định nhận định của người Đài Loan đó, và một số các cái phân tích của các chuyên gia nước ngoài đó, lý do là bởi vì người Đài Loan họ muốn thể hiện cái khát khao trong cái đời sống của họ, đó là họ muốn tiếp tục được sống trong một cái nền, trong một đất nước, mà đất nước đó là một đất nước dân chủ tự do. Vì vậy trong khoảng cái thời gian vừa qua trước cuộc bầu cử thì Trung Quốc làm đủ mọi cách, từ người ta Việt Nam mình bảo là dùng cây gậy với là cây cà rốt, hai cách đều dùng hết. Thì người dân Đài Loan đó, họ 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 hiểu được cái đó,
họ hiểu được cái củ cà rốt. Cái củ cà rốt của Trung Cộng sử dụng đó là trao ban một số các ân huệ cho các cái công ty Đài Loan đến Đài đến Trung Quốc làm việc và được hưởng một số cái quy một số những cái ưu tiên về 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 về, về mặt kinh tế, đồng thời nhiều những cái hứa hẹn của họ trong tương lai. Cái gậy đó thì là họ họ đe dọa là sẽ có chiến tranh, họ đe dọa đó là họ họ và họ cắt đi một số những cái ưu đãi về 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 kinh tế cho người Đài Loan trong trước cuộc bầu cử đó khoảng chừng 1 tháng. Có nghĩa là những cái việc mà nó những cái quan hệ qua lại giữa Trung Quốc và Đài Loan đó, liên quan đến vấn đề mậu dịch và kinh tế đó thì họ bị một số những cái ưu tiên đó ưu tiên bị cắt đi. Là cái đó đó là cái gậy. Dù vậy nhưng mà Đảng Dân Tiến họ đã cho người dân Đài Loan thấy là cái chương trình phát triển kinh tế của Đài Loan trong giữa cái thời mà Thái Anh Văn là một nó là một cái hướng vận hành kinh tế đất nước, nó mang lại cái sự trù phú cho đất nước và nó không phải bị lệ thuộc vào Trung Quốc. Là trong thời gian bà Thái Anh Văn tổng thống Thái Anh Văn cầm quyền thì nền kinh tế của Đài Loan nó thay vì tập trung vào Trung Quốc thì đã đi tập trung vào các nước tại Đông Nam Á, đồng thời qua các nước ở bên Âu Châu. Vì vậy cho nên đó là nền kinh tế của Đài Loan trong giữa cái thời của bà của tổng thống Thái Anh Văn thì có những cái chỉ dấu họ có một số những kết quả rất tích cực. Vì vậy cho nên đối với người Đài Loan thì họ không có sợ cái việc mà đe dọa vấn đề kinh tế của Trung Cộng và sự khát khao của cái đời sống tự do và dân chủ. Thành thử ra là họ đã quyết định chọn một cái người kế thừa của bà của tổng thống Thái Anh Văn là ông Đại Thành Đức để tiếp tục cái chương trình, tiếp tục cái đời sống, tiếp tục đời sống chính trị của đất nước này trong thời gian 4 năm sắp tới. Nói một cách khác, theo như là cái điều mà cha vừa mới giải thích, và có lẽ là những nhà quan sát ở bên ngoài họ cũng đã nhận thấy, đó là Trung Cộng đã dùng cái lá bài kinh tế như là một cái đòn bẩy để mà áp lực. Và lẽ dĩ nhiên cái chuyện này nó không có mới, đối với lại không phải riêng Đài Loan mà đối với tất cả các nước, kể cả Úc cũng vậy. Mỗi khi mà có vấn đề mà bang giao mà có thể căng thẳng đó, là lập tức Trung Cộng sẽ dùng ngay cái ngón sở trường của mình là kinh tế để mà áp lực ngược lại lên trên cái quốc gia đó. Chúng ta cũng biết là trong những cái năm vừa qua đó thì đúng là cái sự thương mại buôn bán của Đài Loan với Trung Cộng nó khá là nhiều. Tính ra nó có những năm nó lên tới 30% của cái GDP của Đài Loan. Nói một cách khác là cái thị trường ở bên Trung Cộng đó nó là một thị trường rất là tốt để mà phát triển kinh tế. Nhưng mà rõ ràng đó là trong những năm gần đây đó thì người ta thấy là cái mức đó nó bắt đầu nó giảm xuống. Hay giống như cha vừa nói hồi nãy đó là chính phủ Đài Loan họ đã nhìn thấy được đó là phải đa dạng hóa, đa phương hóa cái nền kinh tế của mình thay vì là tập trung ở một chỗ phần lớn như là ở tại Trung Cộng, để rồi khi mà có vấn đề xảy ra đó thì chính cái chuyện mà mình tập trung như vậy đó nó sẽ trở thành một cái lưỡi dao nó đâm ngược lại mình khi mà họ dùng cái đó như là một trong những cái đòn bẩy để mà áp lực ngược lại. Đấy nó cũng là một trong những cái bài học mà không phải chỉ riêng Đài Loan ngày hôm nay mà rất nhiều các quốc gia khác trong cái thời kỳ Covid vừa rồi cũng vậy thôi. Khi mà nhìn thấy rõ ràng đó là khi mà cái chuỗi cung ứng nó bị gián đoạn và người ta thấy ngay rằng là cái sự lệ thuộc ngay cả Hoa Kỳ cũng vậy. Thuốc Tây phần lớn đó là nhập cảng từ bên tàu, cho nên đến khi mà nó xảy ra cái tình trạng đó rồi thì mới biết ngay đó là nếu cứ như thế này thì sẽ có một lúc mà Trung Cộng nó dùng thuốc Tây để nó làm áp lực với người dân Mỹ. Cho nên phải đa dạng hóa, đa phương hóa tất cả những cái nguồn cung ứng của mình. Và đó là một cái sách lược mà con nghĩ Đài Loan đã áp dụng rất là tốt. Và hẳn nhiên mình biết là trong thời gian tới sẽ còn phải đẩy mạnh hơn nữa, là vì không thể nào một sớm một chiều mà có thể thoát khỏi hay là ít nhất là giảm bớt nhiều được cái mức độ mà buôn bán như là đã có từ xưa đến nay. Thì đấy là một trong những cái điều kiện quan trọng mà cha đã vừa mới chia sẻ. Một cái mặt khác đó mà cha cũng nói tới đó là cái nền dân chủ của Đài Loan nó còn rất là non trẻ. Nếu mà mình nhìn lại đó
Thì khi mà ông Tổng thống Lý Đăng Huy được ông Tưởng Kinh Quốc mời vào làm Phó Tổng thống trong cái cuộc bầu cử, mà thời gian đó là cái cuộc bầu cử từ quốc hội chứ không phải là bầu cử mà phổ thông bỏ phiếu như lần này. Nhưng mà 2 năm sau, tức là năm 84 đó, và 2 năm sau thì ông Tưởng Kinh Quốc mất, cho nên là ông Lý Đăng Huy lúc đó là phó trở thành tổng thống, và ông đã làm rất nhiều những cái cải tổ, rất nhiều những cái thay đổi, để rồi cho đến năm 1996 đó là nó có một cuộc bầu cử đầu tiên tổng thống tự do mà người dân Đài Loan được đi bầu, và cũng kể từ đó nó đánh dấu một cái mức quan trọng trong cái sinh hoạt dân chủ. Và ông Lý Đăng Huy là một trong những người có thể nói cho đến giờ phút này đối với người Đài Loan đó là đã khai sáng ra cái nền dân chủ pháp trị mà ngày hôm nay người dân Đài Loan đang được hưởng. Đấy là một trong những cái bài học mà có lẽ người dân Đài Loan họ cũng đã học được không lâu, một cái nền dân chủ còn rất trẻ, còn rất là mong manh, còn rất nhiều những cái điều cần phải được bổ túc, nhưng mà ít nhất họ cũng đã vững vàng để mà đứng được trên hai chân của mình trong cái thể chế dân chủ mà họ đã chọn. Một trong những cái điều mà xin cha có thể chia sẻ nhiều hơn, đối với người dân nào cũng vậy thôi, cái chuyện mà cơm áo gạo tiền đó là cái chuyện hàng ngày, những cái gánh nặng liên quan tới đời sống đó vẫn là cái chuyện mà mọi người cứ phải bươn chải để mà đi tìm. Và đương nhiên kinh tế nó là một mặt, do đó cái áp lực mà cha nói là gọi là cái củ cà rốt cũng như là cây gậy mà Trung Cộng để vào đó, nó cũng có ít nhiều tác động và nó cũng làm cho người Đài Loan cảm thấy rất là khó khăn trong cái sự lựa chọn. Nhưng mà cái điều mà họ đã làm mà có lẽ là cả thế giới phải ngưỡng phục, đó là họ biết chọn cái con đường mà họ có thể phải chấp nhận một số những cái hy sinh, đó là để mà bảo vệ cho cái nền dân chủ. Thế cái đời sống bình thường của người dân Đài Loan ngày hôm nay đó, họ đang phải đối diện với những cái gì? Cuộc bầu cử thì đã xong, những cái chuyện mà lựa chọn của họ thì đã xong rồi, nhưng mà quay trở lại cái đời sống hàng ngày thì cái khó khăn mà ngày hôm nay họ đang phải đối diện như thế nào, và họ trông đợi gì ở chính phủ của ông Lại Thanh Đức vào tháng 5 này sẽ chính thức lên nhậm chức để mà tiếp tục điều hành quốc gia trong 4 năm trước mặt. Xin mời cha. Tôi nghĩ đó là hồi nãy tôi chỉ nhắc đến một cái yếu tố cái gậy mà Trung Quốc sử dụng và nó ảnh hưởng khá nặng đối với lại cái sự an toàn của Đài Loan, đó là cái sự thường xuyên xâm phạm lãnh thổ của Đài Loan Đúng vậy. Trung Cộng. Có nghĩa là họ dùng máy bay để họ vượt qua cái đường phân chia quốc gia giữa Đài Loan và Trung Quốc. Đồng thời họ cũng sử dụng các cái tàu chiến, các cái hạm đội để mà uy hiếp bao vây Đài Loan. Và lần này đó họ cũng làm như thế. Và trước đó, trước cuộc bầu cử cả năm trời họ cũng đã làm cái chuyện đó. Tôi không biết tại sao họ làm cái việc đó khi mà họ biết rằng là người dân Đài Loan họ không khiếp sợ. Họ không khiếp sợ những cái chuyện như thế, và càng làm thì người Đài Loan họ càng có phản ứng ngược trở lại. Đó. Vâng. Nhưng mà họ vẫn tiếp tục cái phương thức đe dọa cái cuộc sống bình an của người dân, cuộc sống bình an và dân chủ tự do của người dân Đài Loan. Thế thì cái đời sống của người dân Đài Loan đó, trong thời gian vừa qua đó, phải nói đó là nó cũng có một số những cái chậm chân tại chỗ về về một số những khó khăn. Thí dụ như là cái COVID vừa rồi, dù Đài Loan là một trong những quốc gia đã được nhiều quốc gia trên thế giới khen ngợi là một quốc gia chống COVID thành công, nhưng mà cái đó cũng làm chậm cái nền kinh tế của Đài Loan. Tôi ở đây đó thì tôi thường xuyên làm việc và gần gũi với các anh chị em công nhân lao động cũng như người dân Đài Loan. Thì trong cái thời gian COVID đó, phải nói là có nhiều công ty bị đóng cửa, rồi cần người công nhân thì họ không có việc làm thêm, rồi cái sự giao thương kinh tế giữa Đài Loan với lại Trung Cộng nó bị giảm đi. Thành thử ra các cái mặt hàng mà đưa qua Đài Loan để mà gia công chẳng hạn thì cũng bị ảnh hưởng. Cho nên đó là người dân, những cái người
những người công nhân lao động đến từng nước ngoài, trong đó có người Việt Nam thì phải nói đó là họ không có giờ làm thêm. Còn người dân Đài Loan đó thì phải nói là cái tiền lương căn bản đó, nó còn hơi thấp so với các quốc gia khác. Dù trong thời gian trong nhiệm kỳ tầm tổng thống của Thái Anh Văn đã hai lần điều chỉnh cái tiền lương căn bản của Đài Loan, mà đó cũng là một trong những cái yếu tố mà nó tạo ra cái kết quả của bầu cử vừa rồi, là tổng thống tác cử của Đảng Dân Tiến là ông Lại Thanh Đức đó, chỉ chiếm được 40% số phiếu, trong khi đó thì 60% số phiếu đó đã được dồn qua cho hai cái đảng khác, đó là cái đảng Quốc Dân Đảng được dẫn đầu bởi bởi người bởi ông Hậu Hậu Hữu Hậu Hữu Nghi Nghi và một cái và một đảng khác là đảng Quần Chúng được đại diện bởi ông bác sĩ Kha Kha Văn Triết. Thì ông đại diện đảng đảng Quốc dân đảng thì chiếm được khoảng chừng 33% cái số phiếu, còn số còn lại của 60% là đảng Quần Chúng. Thì người ta rất là ngạc nhiên là tại sao mà một cái đảng mới được thành lập cách đây 4 năm thôi, đảng Quần Chúng, mà lại được rất nhiều người trẻ, phải nói là hầu như là những người trẻ, sinh viên, có các em cả đang còn trong cái thời kỳ đi học trong trường trung học mà vẫn hỗ trợ cho cái đảng này. Thành ra họ mới được chiếm được một cái số phiếu khoảng hơn hơn trên 3 triệu phiếu. Đây là một cái hiện tượng khá là đặc biệt đối với một cái đảng mới ở Đài Loan. Thì sau đó, sau khi mà nó có cái hiện tượng này đã người ta phân tích thì người ta mới tìm ra được cái nguyên nhân. Thì họ thấy đó là cái nguyên nhân chính đó là nó liên quan đến vấn đề tiền lương, công ăn việc làm và cái khả năng để mà mua một căn nhà hay một căn hộ cho những người trẻ ở Đài Loan. Ngoài ra nó còn thêm một cái yếu tố nữa, đó là cái việc tham nhũng hối lộ ở tại Đài Loan đối với các đảng phái. Đó. Thì bốn cái yếu tố đó nó cộng lại đó, thì cái ông đại diện cho đảng Quần Chúng là ông bác sĩ Kha Văn Chít đó, là cách này cách khác ông đã tạo ra được phải nói là một cái điều rất là đặc biệt, làm cho cái tuổi trẻ Việt Đài Đài Loan ở Đài Loan họ cũng họ 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 tin vào ông ấy. Tuy nhiên nhìn vào cái thời gian phục vụ của ông bác sĩ này đó, ở ngay tại thành phố Đài Bắc, ông làm thị trưởng ở thành phố Đài Bắc 2 nhiệm kỳ, thì người ta cũng thấy đó là ông ấy làm cũng được một số việc và cũng có nhiều điều ông không làm được. Thí dụ như những điều ông có thể làm được, ông làm tổng thống một cái là ông đã đi làm một số những cái việc, thí dụ như là chỉ huy một vài nơi mà từ trước đến giờ là họ muốn giải quyết cái vấn đề cầu đường, cái vấn đề giải quyết vấn đề những cái căn hộ rất là cũ kỹ, thì ông đã làm được cái chuyện đó, phá đi làm lại hay là xây dựng theo cái cách khác. Nhưng mà ngược lại đó, cái số người trẻ ở thành phố Đài Bắc mà họ có thể mua được những cái căn hộ ở Đài Bắc á, thì nó vẫn còn giới hạn lắm, nên là không có cái chuyện đó. Cho nên lý đó lý do tại sao mà cái người sau khi ông xuống 8 năm là 2 nhiệm kỳ ông xuống, thì cái người kế nhiệm ông là một Là phó cái vai thị trò thị trưởng đó, ý là trưởng. muốn là cái vai trò thị trưởng Đài Bắc đó, cái là tổng thống à. Thì thực ra khi mà 8 năm 2 nhiệm kỳ trước khi ông xuống, ông có đưa ra một cái người kế nhiệm ông á để mà đưa ra bầu cử, thì cái người đó cái bà đó cái người phó thị trưởng đó bị thất cử. Cho nên đó là
cái tuổi trẻ đó họ họ dễ quên lắm, và họ chỉ nghe những cái gì nó mang cái tính chất, nó mang một cái tính chất gọi là nghĩa là một số những cái tính chất, nó mang cái tính chất mới, và nó cũng phản ánh một số những cái cách trình bày về cái sự kiện. Thành thực ra là cách này cách khác thì ông này cũng kiếm được hơn 3 triệu cái phiếu trong thời gian sắp tới. Với cái sự giới hạn của cái việc mà người dân Đài Loan chọn ông Lại Thanh Đức làm tổng thống kế nhiệm bà Thanh Anh Văn đó, thì tôi thấy đó là nó rơi vào cái tình trạng khó khăn cho ông Lại Thanh Đức trong cái việc điều hành quốc gia. Lý do là bởi vì quốc hội hiện nay của Đài Loan không có một cái đảng nào gọi là được cái số dân biểu quá bán ở trong quốc hội. Ở trong quốc hội đó hiện nay đó thì đảng Dân Tiến chiếm được 51 ghế, Quốc dân đảng chiếm được 52 ghế, và sau đó thì cái đảng quần chúng đó đó thì chiếm được 8 ghế. Thế thì nếu mà chia ra đa số để mà có thể thảo luận và cuối cùng đó đi đến một cái quyết định thay đổi luật pháp ở Đài Loan đó, đó thì nó phải có chiếm được đa số. Thành thử ra đó là gì, giữa hoặc là cái đảng quần chúng liên kết với là đảng quốc dân đảng thì họ mới có chiếm được đa số, hoặc là làm việc với lại chính phủ đảng Dân Tiến thì mới chiếm được đa số. Thành thử ra cái thế lôi kéo và thương lượng ở trong quốc hội ở Đài Loan đó, nó là cái điều mà tôi nghĩ đó nó sẽ tạo ra một số những cái trì trệ trong cái việc mà trong vấn đề lập pháp ha ở tại Đài Loan. Mới đây thôi, cách đây cũng mấy hôm thì đảng quần chúng cũng có 8 dân biểu ở trong quốc hội đã đưa ra một số những cái yêu sách là phải đáp ứng được những cái yêu sách đó thì họ mới có liên kết để mà họ làm việc. Và cái sự liên kết và làm việc này nó quan trọng ở cái chỗ đó là gì, là nếu mà không có họ đó thì hoặc là đảng Dân Tiến hoặc là quốc dân đảng sẽ không có đủ số phiếu để bầu lên viện 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 trưởng viện lập pháp và phó 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 viện trưởng viện lập pháp. Cho nên đó là họ đã đưa ra những cái yêu cầu cải tổ về luật pháp trong quốc hội, cái cách báo cáo cho quốc hội của tổng thống, hoặc là cái cách chi tiêu của viện trưởng viện viện hành pháp, ví dụ như vậy. Thì khi mà họ đưa ra những cái yêu sách như vậy đó thì họ bị gặp ngay cái phản ứng của hai cái đảng kia, là Dân Tiến bảo là những cái việc gì mà muốn thì đều phải đi qua cái việc mà trao đổi thương lượng đồng ý, chứ làm gì mà có cái chuyện là đưa ra yêu sách để áp lực người khác phải làm theo cái ý của mình. Đó. Cho nên đó là từ đây cho đến ngày mùng 1 tháng 2 thì cái việc này nó phải ngã ngũ. Nếu mà nó không ngã ngũ đó thì nó sẽ có cái việc trì trệ ở trong quốc hội, là vẫn không chưa tìm ra được một cái người viện trưởng viện lập pháp, phó phó viện trưởng viện lập pháp. Và tôi nghĩ cái việc này đó, nó có ảnh hưởng gì đến đời sống của người dân Đài Loan hay không đó, thì tôi nghĩ đó là nó không ảnh hưởng gì nhiều về cái đời sống kinh tế của người dân Đài Loan, là bởi vì cái sự vận hành đất nước á của viện hành pháp á thì là do tổng thống bổ nhiệm. Thế này thì ra cái đời sống của người dân Đài Loan về cái phương diện kinh tế và xã hội thì nó vẫn tiếp tục. Tuy nhiên nó ảnh hưởng đến cái việc mà lập pháp và sửa đổi những cái điều cần phải sửa đổi trong trong vấn đề luật pháp của Đài Loan trong thời gian sắp Thì đấy là cái tới. sinh hoạt dân chủ, đấy là cái điều mà chúng ta đều biết là trong trong cái sinh hoạt dân chủ thì bắt buộc là nó sẽ phải có cái chuyện làm thế nào để tìm được cái sự đồng thuận, làm thế nào để có thể thương thảo và có được cái sự thống nhất ý kiến. Tại vì nếu không đó thì nó sẽ rơi vào cái tình trạng là sẽ không giải quyết được việc, và cái sinh hoạt dân chủ nó là như thế đó. Và đương nhiên là cái sự khôn khéo của cái đảng cầm quyền đó, như là trường hợp của đảng Dân Tiến đó,
thì họ sẽ phải tìm mọi cách để thuyết phục cái thành phần rất thiểu số kia, chỉ có 8 người thôi, nhưng mà làm thế nào để thuyết phục được những người đó đi cùng với mình thì mới có thể giải quyết được một số công việc. Đấy, tất nhiên nếu chúng ta nhìn vào trong cái sinh hoạt dân chủ đó, giống hệt như ở bên Hoa Kỳ hay bất cứ một quốc gia nào khác cũng vậy thôi, thường thì những cái loại sinh hoạt đó nó mất nhiều thì giờ hơn, nó không có được những cái giải pháp tại chỗ giống như là ở trong các quốc gia độc tài. Ví dụ như là ở bên Tàu chẳng hạn, thì Tập Cận Bình là chỉ cần phán là xong, không cần phải có thảo luận biểu quyết gì nữa cả. Nhưng mà cái điều đó thì nó là độc tài, cho nên có thể nó phạm sai lầm mà không ai có thể sửa đổi. Nhưng mà ngược lại thì trong dân chủ nó phải có cái sự thương thảo, và đấy nó là cái tiến trình mà bắt buộc phải có. Dĩ nhiên Đảng Dân Tiến sẽ phải tìm mọi cách để làm thế nào có những cái sự thảo luận và tương nhượng lẫn nhau để mà giúp giải quyết. Một trong những cái chi tiết khác mà nhân đây đó thì cũng xin để mời cha chia sẻ là vì ta thấy có một cái điều quan trọng đó, một trong những cái hồ sơ lớn nhất trong cái dịp tranh cử vừa rồi đó, và đặc biệt là giữa Quốc dân đảng và Đảng Dân Tiến đó, là cái mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Cộng. Và chúng ta đều biết đó là Quốc dân đảng là cái đảng của ông Tưởng Giới Thạch mà sau khi thua ở trong lục địa, đem quân đội cũng như là gia đình vân vân đó và qua Đài Loan và thiết lập một cái đất nước ở bên Đài Loan, và trong suốt mấy chục năm đó thì nó là một cái thể chế độc tài độc đảng, và lúc đó đó thì tất cả được cai trị trong cái giai đoạn nó gọi là thiết quân luật, cho nên là không có biểu quyết biểu quyết gì cả, không có thảo luận gì nhiều cả, tất cả mọi thứ nó chỉ nằm ở đó thôi. Tuy nhiên về sau đó thì rõ ràng là Quốc dân đảng trước kia nhìn vào Đảng Cộng sản như là một cái kẻ thù và luôn luôn là tìm mọi cách để mà tranh giành cái ảnh hưởng của mình. Nhưng mà sau khi mà thế giới và đặc biệt là Hoa Kỳ bắt tay với lại lục địa đó, và sau khi mà Đài Loan mất cái vị trí quan trọng trên thế giới và không còn là một thành viên của Liên Hiệp Quốc đó, thì lẽ dĩ nhiên là cái tình hình chính trị của Đài Loan nó đã thay đổi. Và cũng từ cái sự đổi thay đó đó thì chúng ta biết một điều là Quốc dân đảng đó họ đã nhìn cái chuyện đi lại với Đảng Cộng sản đó khác với lại cái nhìn của Tưởng Giới Thạch, và cụ thể là nó biểu hiện qua cái gọi là cái đồng thuận năm 1992. Và đây là cái đồng thuận bí mật, trên nguyên tắc người dân Đài Loan họ không biết về cái cuộc thảo luận này và cái cuộc mà gọi là hội họp đồng thuận này nó xảy ra ở bên Hồng Kông. Và cái đồng thuận đó đó năm 92 đó, nó là cái kết quả mà do Đặng Tiểu Bình là cái người mà đã khởi xướng cái suy nghĩ này, và cái quan trọng của họ là gì, là làm thế nào thúc đẩy cái chuyện mà chỉ có một Trung Quốc thôi, và sau đó làm thế nào để có thể thống nhất được mà là một quốc gia hai thể chế. Đấy là cái điều mà gọi là mở đóng ngoặc kép đồng thuận năm 92. Nào, cho đến bây giờ đó thì chuyện nó đã khác, và cho đến cái thống kê khảo sát mới nhất vào năm vừa rồi thôi ở bên Đài Loan đó, thì rất nhiều người Đài Loan họ không đồng ý với cái đồng thuận năm 92 này. Và chúng ta biết là Quốc dân đảng thời của Mã Anh Cửu đó vào cái nhiệm kỳ thứ hai thì đã gặp Tập Cận Bình ở bên Singapore năm 2015, và đã có một số những cái thỏa thuận gọi là đi tiến gần lại hơn với nhau. Và đấy nó cũng là một trong những cái hồ sơ mà nó nổi lên một lần nữa trong cái cuộc bầu cử này, khi mà người ta tranh luận về cái mối liên hệ đó. Và chúng ta có lại biết thêm một chi tiết vào năm ngoái hồi tháng 3 là Mã Anh Cửu đã đi sang là Trung Hoa, đã đi thăm viếng các nơi, và khi trở về thì đã có cái cuộc vận động để làm thế nào kết hợp hai cái đảng đối lập là Quốc dân đảng và cái đảng Nhân dân Đài Loan đó, để mà ra tranh cử đối lại với lại cái đảng Dân Tiến. Nhưng mà rồi cuối cùng thì không thành công, cho nên nó vẫn là một cái cuộc bầu cử ba phe. Cha có ý kiến gì về cái gọi là đồng thuận 92 mà cho đến giờ phút này, lần trước cha cũng đã có dịp chia sẻ đó, là Mã Anh Cửu trước ngày bầu cử đã có một cái trả lời một cái cuộc phỏng vấn một cái nhà báo ở bên Đức, và nói rằng là hãy tin tưởng vào Tập Cận Bình sẽ không có đánh vân 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 đó. Và hẳn nhiên là cái điều đó nó đã tạo ra một cái phản ứng ngược rất là lớn. Cha nghĩ sao về cái người dân Đài Loan ngày hôm nay khi mà họ nghe về những cái loại tuyên truyền như thế? Tôi thì tôi qua báo chí rồi qua
những cái sự trao đổi với những người trẻ của Đài Loan, và khi làm việc với các tổ chức phi chính phủ ở bên này thì tôi thấy đó là nó tùy theo vào, nó tùy thuộc vào vào lập trường của người phân tích. Và đứng về phương diện báo chí thì ở Đài Loan ấy, họ cũng phân ra rất là rõ ràng, những tờ báo đó là những tờ báo phe với lại bên theo theo cái phe Quốc dân đảng, đài truyền hình nào, rồi ở trên trên phương tiện internet, người ta những người nào là những người đứng về lập trường của bên 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 nào, thì ở trong cái tầm ở trong cái phương diện qua cái những phương tiện truyền thông như vậy thì khó mà có thể biết được là quần chúng người Đài Loan họ nghĩ gì. Nhưng mà khi tôi chia sẻ với những cái người trẻ và các tổ chức phi chính phủ thì phải nói là họ không có đồng ý với cái quyết định, với lại cái sự đồng thuận 922, ở bên đây gọi là 922 À, là 922. Thì cái lý do mà người ta không có đồng thuận đó là bởi vì đứng về phương diện chính trị đó, thì Đài Loan đâu có được một ngày, Trung Cộng đâu có được một ngày cai trị Đài Loan đâu. Đứng về phương diện lãnh thổ đó, thì người Nhật họ trả Đài Loan lại cho Trung Cộng thì có, nhưng mà cái người mà tiếp quản đó, đâu có phải Trung Cộng đâu, mà là ông Tưởng Nhất Hạch, cái thời của vua Nhật Thạch, Lợi Nhật Thanh, rồi sau đó mới đến Tưởng Nhất Hạch. Cho nên đó là cai trị thì cũng không trao trả cái quyền độc lập cho đất nước từ tay người Nhật đó, thì cũng không, Trung Cộng nó cũng không có. Thế thì lấy cái lý do gì mà phải chấp nhận cái đồng thuận 922? Hay là một trong những cái lý do họ phải chấp nhận đó là bởi vì sợ chiến tranh, sợ mất cái đời sống của dân chủ, cái đời sống kinh tế Đài Loan sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà trong cái thời gian cầm quyền 8 năm vừa qua thì Tổng thống Thái Anh Văn đã rất là khéo léo, làm được một cái việc rất là hữu ích, và nó là một trong những cái nền tảng để cho Tổng thống đắc cử Tổng là thống thánh kỳ đức. lộng là Thanh Đức á, có thể dựa vào đó để tiếp tục vận hành đất nước theo cái chiều hướng như vậy. Thì tôi thấy đó là những cái người mà ủng hộ cho Trung Cộng á, thì họ muốn 922, họ theo cái đó. Quốc dân đảng là một trong những cái cung đảng là như vậy, còn ông với cái đảng quần chúng á, thì họ cũng nói đó là tất cả chúng ta đều là người thân với nhau, cho nên đó là hai cái đảng này dường như nó cũng có một cái quan điểm giống nhau, nhưng mà cái cách trình bày đó thì khác nhau. Quan điểm là gì, là chúng tôi không có cái vấn đề chúng tôi không có vấn đề gì về cái việc này. Tuy nhiên đó là làm gì thì làm, là chúng tôi phải có cái quyền quyết định. Còn đối với Trung Cộng đó thì tôi không nghĩ đó là họ sẽ làm một cái việc dại dột như là Nga Xô làm ở bên Ukraine. Và cái sự dại dột đó, nếu mà Trung Cộng làm đó thì Trung Cộng sẽ bị thiệt hại rất là nặng, mà cũng không có thể có nghĩa là kiếm được Đài Loan, là bởi vì Đài Loan có một cái lực lượng hùng rất là hùng hậu để mà hỗ trợ họ. Họ được cái sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ rất lưỡng đảng ở tại Quốc hội Mỹ rất là lớn, chứng tỏ là sau cuộc bầu cử thì một phái đoàn cao cấp của Mỹ đã đến Đài Loan gặp gỡ ba ba cái đảng một lần, chứ không phải một đảng. Có nghĩa là bất cứ là đảng nào lên mà cầm quyền thì cái sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ với Đài Loan không thay đổi. Cộng với cái việc đó thì Nhật Bản là một cường quốc ở trong cái vùng Á Châu, thành cờ đã gửi một phái đoàn qua bên này, và họ đã có cái quan hệ rất là gần và rất là thân thiết với chính phủ Đài Loan. Thành thử ra tôi nghĩ là đánh không ăn mà còn ảnh hưởng đến cái đời sống, ảnh hưởng đến cái kinh tế toàn cầu, là bởi vì Đài Loan là một trong những cái quốc gia tạo ra những con chip rất là mới và rất là hiệu quả. Thì khi mà làm cái đồ khi mà đánh Đài Loan á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, cho Đúng nên như vậy. không ai để cho cái chuyện đó xảy ra. Đối với thành phần Trung Cộng, nó gặp rất là nhiều cái sự rắc rối nếu mà họ làm cái chuyện đó, đánh cái việc giải dụng đó.
Vì Cảm vậy ơn cho nên bạn. là cái người Đài Loan họ họ rất là vững vàng cái chuyện đó, họ rất là vững vàng về cái việc là họ biết cái hướng đi của họ như thế nào và họ có sự chọn lựa. Đương nhiên là Đảng Dân Tiến trong thời gian sắp tới 4 năm làm sao để vừa tiếp tục chương trình vận hành đất nước theo cái hướng của tiền nhiệm là Tổng thống Thái Anh Văn, đồng thời giải quyết được vấn đề công ăn việc làm, tiền lương, tăng lương cho người dân và giúp cho người trẻ Đài Loan họ có được có được mua được cái căn hộ theo cái vừa cái đủ túi tiền của họ để họ có thể ổn định cái đời sống. Và thực ra nếu mà không làm được cái chuyện đó đó thì phải nói là người Đài Loan sẽ không có người để làm việc. Là bởi vì cái vấn đề cách đây 1 năm thì qua những cái thống kê của Đài Loan thì có thấy là vấn đề lão hóa ở trong đất nước Đài Loan rất là cao. Vì vậy cho nên họ có phải họ phải mời mời có khoảng chừng trên 300.000 người lao động nước ngoài đến Đài Loan để mà giúp đỡ cho những gia đình mà có những người lớn tuổi hiện nay đang ở Đài Loan. Vâng, cảm ơn cha. Rõ ràng là qua cái cuộc nói chuyện phải nói rằng là nhiều thì giờ này đấy, có lẽ là quý khán giả cũng đã có cái cơ hội để có được một cái bức tranh tương đối là tổng quát, đầy đủ, ít nhiều về cái tình hình của Đài Loan. Và đương nhiên là chúng ta cũng thấy là đây là một cái xứ sở còn non trẻ về mặt chính trị, tự do dân chủ, nhưng rõ ràng là rất vững vàng trong cái hướng đi của mình. Đến đây thì thưa cha, là cái người đã sống ở Đài Loan 36 năm, đã nhìn được toàn bộ cái sinh hoạt dân chủ và cái sự tiến triển của nó, hẳn cha cũng có ít nhiều suy nghĩ về Việt Nam của mình. Thế thì trước cái sự kiện mà mình đã chứng kiến đó, cha nghĩ sao về cái tình hình của Việt Nam ngày hôm nay? Thì đây cũng là cái dịp để mời cha chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Tôi rất là quan tâm đến cái việc quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta là bởi vì với cái nhịp độ phát triển của một đất nước nhỏ như Đài Loan mà cái nền chính trị nó đã ảnh hưởng rất là sâu sắc đến cái sự phát triển kinh tế vấn đề và cái sự và cái mức độ dân trí của Đài Loan. Cho nên đó là với cái tình hình độc tài hiện nay của Việt Nam đó thì người trẻ ở Việt Nam phải nói thật là người trẻ mà đại diện cho người trẻ ở Việt Nam là các công nhân lao động của người Việt Nam ở đây thì hiện nay có khoảng chừng 270.000 người 280.000 người lao động người Việt Nam ở đây khoảng chừng 17.000 sinh viên đi du học ở Việt Nam đang ở đây và có khoảng hơn 100.000 anh chị em lấy chồng người Đài Loan tôi nhìn một cách tổng quát qua cái đời sống sinh hoạt của những người Việt Nam trong cái môi trường tôn giáo đó, thì tôi thấy đó là cái sự thờ ơ với những cái sinh hoạt chính trị của Đài Loan đối với những người dân Việt Nam. Tôi nói thật chứ sự hở ở đây nó không có phải là rất rất là khó để mà nói là những người dân những công nhân lao động Việt Nam quan tâm đến cái đời sống chính trị của Đài Loan. Tôi nghĩ cái đó là cái điều tôi theo tôi thì tôi nghĩ là cái đó nó không phải là cái vấn đề. Vấn đề chính đó là khi thấy một số những cái điều nó đang xảy ra ở cái đất nước mình đang sống đó, mình có một số những cái suy nghĩ về quê hương đất nước nhưng mà trong giới trẻ Việt Nam hiện nay Đài Loan đó, thì rất là giới hạn. Cộng với cái sự áp bức cái sự lạm quyền của nhà nước qua các cái hệ thống công an và an ninh những người trẻ Việt Nam ở Đài Loan mà có một số cái quan tâm tham dự một số những cái sinh hoạt thí dụ như là vấn đề đòi công lý cho nạn nhân Formosa Đài Loan thì những anh các em đó khi các em đó về Việt Nam thăm thân nhân đó, thì đều bị công an Việt Nam nghĩa là chặn ngay tại sân bay vô thẩm vấn các em tại sao là làm chuyện này cấm không được tiếp xúc với cha hùng cái cấm không có được là đi tham gia vào những cái sinh hoạt như vậy những sinh hoạt này nọ
để đòi cái công lý cho cậu nhận nhìn lại nhân Formosa, nghĩa là những cái sinh hoạt gì mà nó mang đến tính chất tập thể, nói lên cái quan điểm qua cái sự suy nghĩ của những tuổi trẻ, thì đều bị cái hệ thống độc tài ở Việt Nam nó cấm cản. Từ cái sự ít suy nghĩ đến những cái sự đến những cái giá trị, đến đến một số những cái giá trị về về dân chủ, nhân quyền, tự do dân chủ, nó còn 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 cộng thêm cái sự áp bức, cái sự bắt bớ, cái sự thả, cái sự hăm dọa của một cái chế độ độc tài như vậy đó, thì làm sao mà nó tạo ra được một số những cái sự tạo ra một số những năng lượng mà qua đó nó tạo ra một số những cái thay đổi trong 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 đất nước, ở đất nước Việt Nam mình, liên quan đến đến cái đời sống tự do dân chủ ở trong nước. Thành thử ra tôi nghĩ đó là có thể là như bác sĩ Việt hay là một số những người đi trước, một những người đã ăn vượt biên đến, đến Mỹ, rất là ưu tư, rất là quan tâm đến đến vận mệnh đất nước của mình. Tuy nhiên đây là một số những cái điều rất là thực tế, và tôi nghĩ đó là quý vị cần có cái sự trao đổi, rồi cái sự làm cái sự là cái cách làm việc chung, để thấy rằng là cái bức tranh tự do dân chủ cho Việt Nam nó là một cái bức tranh, nó nằm ở một phía thôi, phía của mình thôi, chứ chứ nó chưa thực sự nó chưa thực sự nó ăn sâu vào trong cái tâm thức trong cái cách suy nghĩ và cái đời sống của người Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ. Cho nên tôi nghĩ đó là làm sao để mà tạo ra những cái độ tạo ra những một số những cái sự kích thích để cho cái người trẻ Việt Nam họ có thể họ họ quan tâm đến, tôi nghĩ đó là làm sao làm giảm bớt cái sự sợ hãi của người trẻ, và cho họ thấy được rằng đó là cần có cái sự quan tâm, để cái đó nó sẽ giúp ích cho bản thân của họ, của gia đình của họ. Tại vì nếu mà không quan tâm thì nó sẽ không có thay đổi, không quan tâm thì sẽ không có tạo ra một số những cái hành động để mà nó tạo ra một số những cái thay đổi, mang lại những cái điều tốt đẹp hơn cho đất nước và quê hương. Đó là một số những cái suy nghĩ của tôi về vấn đề dân chủ và tự do ở tại quê nhà. Vâng, cảm ơn cha. Và chúng ta đều biết là dựa trên những cái sự thay đổi về mặt cơ chế ở Đài Loan, nó đã tạo ra một cái tiền đề lớn để có thể phát huy được cái sức mạnh của người dân và tạo cho cái quốc gia nó có thể nó phát triển như thế nào. Thì Việt Nam nếu được ở trong cái hoàn cảnh đó, lẽ dĩ nhiên cũng sẽ có được cái môi trường để có thể phát huy được tất cả những cái tiềm năng của mình để mà xây dựng đất nước. Thưa cha, còn độ 2 tuần nữa thì là vào dịp Tết. Và đây có lẽ cũng là cái lần nói chuyện mà không biết chúng ta có cơ hội gần hay không. Thì nhân cơ hội này thì xin cha có thể gửi lời chúc Tết đến quý khán thính giả và đặc biệt là đồng hương của chúng ta ở trong nước. Xin mời cha. Vâng, cảm ơn anh, cảm ơn bác sĩ, và kính thưa quý vị, năm mới sắp đến, tôi xin kính chúc quý vị, bác sĩ cũng như đài Việt Media, một năm mới nhiều sức khỏe, bình an, nhiều ơn của Thượng Đế, nhiều ơn Chúa, nhiều ơn của Chúa, để cuộc sống của quý vị được nhiều hồng ân, và qua đó tìm được cái sự bình an trong cuộc sống. Đồng thời, xin quý vị trong năm mới cũng cách này hay cách khác, cùng với Hội Công Lý cho Nạn Nhân Formosa, cùng với chúng tôi, để tiếp tục cái cuộc đòi hỏi công lý cho trên 8.000 những người nguyên đơn đòi bồi thường ở cho cái vụ tai nạn, cho cái vụ ô nhiễm môi trường biển cho công ty Formosa Hà Tĩnh xảy ra năm 2016. Đồng thời xin quý vị cũng quan tâm và cùng với chúng tôi, những người đang còn làm việc ở Đài Loan, tiếp tục cái sứ mệnh để vừa làm việc trong cái đời sống tôn giáo, ngoài ra còn có làm việc với là các anh chị em công nhân lao động ở đây, và đó là một số những cái điều mà tôi cùng cùng chúc cho quý vị, và cũng mong quý vị giúp đỡ cho chúng tôi trong cái đời sống tinh thần. Cảm ơn quý vị và xin kính Dạ chào. vâng, xin cảm ơn cha và cũng xin cầu chúc cha được nhiều hồng ân và nhiều sức khỏe trong cái năm trước mặt để tiếp tục phục vụ cho cái ơn gọi của mình. Và kính thưa quý khán giả,
Rất tiếc vì thì giờ đã hết, do đó chúng tôi xin được chấm dứt cái chương trình hội luận ở đây. Mong rằng non gần 1 tiếng đồng hồ vừa qua, chúng ta đã có cơ hội được tiếp xúc với cha Nguyễn Văn Hùng và đồng thời cũng biết rõ thêm được một cái bức tranh rất lớn, rất rõ về cái tình hình ở tại Đài Loan, mà qua đó ít nhiều cái chất liệu đó cũng giúp cho chúng ta suy nghĩ thêm về đất nước và quê hương của mình. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý khán thính giả. Kính chào tạm biệt và xin hẹn với quý vị vào chương trình kỳ tới.